Terry Fox. Terry Fox là một chàng trai đam mê thể thao, sinh ra tại miền Tây đất nước Canada. Năm 18 tuổi, anh được chẩn đoán ung thư xương. Các bác sĩ phải phẫu thuật bỏ một chân phải để cứu sống anh. Trải qua 16 tháng điều trị, chứng kiến những nỗi đau trong các khu điều trị ung thư, anh thấu hiểu sâu sắc tầm quan trọng của việc nghiên cứu ung thư. Anh quyết định chạy xuyên Canada để nâng cao nhận thức về ung thư, tiếp động lực cho các bệnh nhân ung thư và quyên góp quỹ hỗ trợ các nghiên cứu về căn bệnh quái ác này. Hành trình chạy bộ mang tên Marathon of Hope, đường chạy vì hy vọng ra đời. Ngay cả khi tôi không hoàn thành, chúng ta cần những người khác tiếp tục. Hành trình đường chạy vì hy vọng vẫn phải tiếp tục. Và rồi anh bắt đầu hành trình ấy ngay sau cuộc phẫu thuật sử dụng chân giả. Có những điều chỉnh phù hợp cho việc chạy bộ, nhưng chân giả lúc này vẫn khiến anh không mấy thoải mái. Ở giai đoạn đầu, anh thường một mình trên đường dài. Bất kể thời tiết ủng hộ hay đỏng đảnh, anh vẫn dũng cảm chạy xuyên qua cả tuyết, mưa, gió, nóng, ẩm. Anh ghé thăm hơn 400 thị trấn, trường học và thành phố để truyền cảm hứng về hành trình này. Anh đặt mục tiêu luôn chạy 42 km mỗi ngày, bắt đầu từ 4 giờ sáng và kết thúc lúc 7 giờ tối. Trong suốt chặng đường dài, anh chia sẻ chi tiết trong nhật ký. Có ngày hàng trăm người đứng hai bên đường cổ vũ, nhưng cũng có ngày chỉ cô đơn mình anh. Có ngày còn chẳng có đồng tiền nào được quyên góp cả. Thế nhưng, dù là ngày thất vọng nhất, anh không bao giờ từ bỏ hy vọng. Anh luôn giữ một niềm tin rằng người Canada sẽ đáp lại câu chuyện của anh cho nỗ lực của anh. Và anh ấy đã đúng. Khi Terry đến Ontario, cả nước đã cổ vũ anh ấy và quyên góp cho nghiên cứu ung thư. Người Canada thấy rằng sự cố gắng của Terry là không giới hạn. Sau 143 ngày và 5.373 km, Terry buộc phải dừng hành trình của mình. Điều duy nhất có thể ngăn cản anh trên con đường này chính là do căn bệnh ung thư đã di căn đến phổi. Terry qua đời năm 1981 khi tròn 22 tuổi. Một biểu tượng truyền cảm hứng của người Canada đã ra đi, nhưng di sản của anh ấy để lại chỉ mới bắt đầu. Hàng năm, hoạt động chạy bộ gây quỹ cho nghiên cứu ung thư mang tên Terry Fox Run vẫn tiếp tục diễn ra trên khắp Canada và hơn 60 quốc gia trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam, thu hút hàng trăm nghìn người tham gia, bất kể tuổi tác, sắc tộc.